Thưa quý vị và các đồng chí, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội thảo trực tuyến về nhiệm vụ giải pháp đột phá xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên gắn với xây dựng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại. Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội thảo. Tại đầu cầu Công an tỉnh Long An tham dự hội nghị có đại tá Nguyễn Văn Hòa, tỉnh ủy viên, phó bí thư Đảng ủy, phó giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Công an tỉnh phát biểu khai mạc hội thảo thứ trưởng trần quốc tỏ nhấn mạnh xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng các yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong từng giai đoạn là nhiệm vụ trọng tâm của đảng được thể hiện rõ qua các kỳ đại hội công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên trong công an nhân dân thời gian qua đã được các cấp ủy tổ chức đảng thường xuyên coi trọng triển khai thực hiện khá toàn diện đồng bộ với quyết tâm cao Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc bộ đã đến thăm và làm việc tại Công an tỉnh Long An. Đại tá Lâm Minh Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh tiếp và làm việc với đoàn công tác của Thứ trưởng. Báo cáo với đồng chí Thứ trưởng về tình hình kết quả công tác công an và phòng chống dịch bệnh COVID-19, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, trong 10 tháng đầu năm 2021, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp toàn diện, sâu sát của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành đoàn thể cùng sự ủng hộ giúp đỡ to lớn của nhân dân, công an tỉnh đã huy động, sử dụng đồng bộ các lực lượng, phương tiện, biện pháp triển khai quyết liệt các phương án, kế hoạch, giải pháp để vừa đảm bảo an ninh trật tự, vừa tham gia phòng chống dịch từ đó không để xảy ra bị động bất ngờ trong mọi tình huống, nổi bật là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 và bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15, bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ năm 2021-2026. Thứ trưởng bộ Công an Nguyễn Văn Sơn đã biểu dương và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực rất đáng trân trọng của công an tỉnh trong thời gian qua. Dịp này, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao hai bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 6 bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Công an tỉnh Long An tổ chức buổi gặp mặt 20 đồng chí trực thuộc Bộ Công an nhận công tác tại công an xã biên giới trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Long An. Đại tá Nguyễn Văn Hòa, tỉnh ủy viên, phó bí thư đảng ủy, phó giám đốc công an tỉnh chủ trì buổi gặp mặt. Thực hiện chủ trương xây dựng công an xã thị trấn chính quy, Bộ Công an điều động 20 đồng chí để bố trí tại công an 20 xã biên giới thuộc 6 huyện thị xã biên giới tỉnh Long An, thời hạn công tác là 2 năm. Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Văn Hòa, tỉnh ủy viên, phó bí thư Đảng ủy, phó giám đốc Công an tỉnh chân thành cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an các đơn vị thuộc Bộ Công an đã quan tâm tăng cường bổ sung biên chế cho công an tỉnh và ghi nhận sự tình nguyện của 20 đồng chí. Đồng chí Phó giám đốc mong muốn 20 đồng chí được bố trí công tác tại các xã biên giới, vận dụng sáng tạo khoa học những kiến thức đã được đào tạo vào thực tiễn công tác, góp phần phát huy vai trò của lực lượng công an cơ sở trong công tác đảm bảo an ninh trật tự vùng biên giới. Tiếp theo chương trình mời quý vị và các đồng chí theo dõi tình hình trật tự an toàn giao thông trong tuần qua trong tuần qua trên địa bàn tỉnh Long An không xảy ra tai nạn giao thông. Để hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức tuần tra kiểm soát, phát hiện xử lý 775 trường hợp vi phạm, tạm giữ 189 phương tiện vi phạm. Trong lúc tuần tra phòng chống buôn lậu tại địa bàn ấp 3 xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, công an huyện Đức Huệ phát hiện xe ô tô có nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra đối tượng điều khiển xe ô tô nói trên nhanh chóng bỏ chạy, để lại phương tiện, kiểm tra bên trong xe, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện thu giữ 10.200 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại. Tiếp đó, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 27 tháng 10 năm 2021, Công an xã Mỹ Thành Đông, quyền Đức Quệ tổ chức tuần tra phòng chống tội phạm trên địa bàn ấp 6, phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 70A-29512 có biểu hiện nghi vấn Tổ tuần tra ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, tài xế xe bỏ chạy để lại phương tiện. Bên trong có 7.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An cho biết đang thụ lý điều tra vụ án tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép xảy ra ngày 27 tháng 8 năm 2021 tại ấp 6 xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Trước đó, Nguyễn Văn Phúc, ngụ xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, được một người phụ nữ chưa rõ nhân thân lai lịch thỏa thuận đón 4 người từ tỉnh Tây Ninh đưa qua biên giới Việt Nam Campuchia sẽ trả công cho Phúc 10 triệu đồng một lượt người xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Để thực hiện hành vi trên, Phúc rủ thêm hai người khác cùng thực hiện. Ngày 26 tháng 8 năm 2021, Phúc dẫn bốn người xuất cảnh trái phép trên đến cột mốc biên giới 188 giữa Việt Nam và Campuchia, thì bị tổ công tác của đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây phát hiện bắt giữ. Qua làm việc, các đối tượng đã thừa nhận hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với nguyễn văn phúc cùng hai đối tượng khác về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép để tiếp tục điều tra truy tố ba đối tượng trên ra trước pháp luật